Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 28 tháng 7 năm 2023 với đề tài đó là Nhìn thấy sự yếu đuối. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giáo của chúng con, Chúa giờ đây chúng con học bài học của ngày 28 tháng 7. Cảm ơn Chúa cho chúng con có sự trung tín trong việc học lời của Chúa. Cầu xin Chúa mở lòng mở trí chúng con và hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trao phó thì giờ học, trao phó tâm trí của chúng con vào trong tay thương của Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 5 đến câu 10. Về người đó, tôi sẽ khoe mình. Nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dù tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người giả dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Thì đã có một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đọc phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong câu 7. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Câu hỏi suy gẫm. Sứ đồ Phaolô cho biết vì sao ông không khoe mình về sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra. Điều nào giữ ông khỏi sự kiêu ngạo khi nào chúng ta dễ ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo? Dù được Đức Chúa Trời đem lên đến tầng trời thứ ba, được lên đến chốn paradis, nghe những điều không được phép nói ra như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 1 đến câu 4. Nhưng sứ đồ Phao-lô luôn khẳng định: tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi, trong câu 5. Đây là một từng trải vô cùng quan cao trọng. Chính ông cũng cho rằng dù ông có tự hào kể lại thì ông cũng không phải là người điên, vì ông chỉ nói lên sự thật. Nhưng ông đã kiềm chế không nói ra vì không muốn người ta đánh giá ông quá cao. Ông chỉ muốn mọi người đánh giá ông đúng với những gì họ thấy và nghe nơi ông mà thôi, như trong câu 6. Mặt khác, sứ đồ Phaolô cho biết thêm để giúp ông khỏi kiêu ngạo vì những mặc khải diệu kỳ nói trên. Đức Chúa Trời đã cho phép một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Ông nói rõ dầm sóc Ông không có nói rõ dầm sóc đó là gì, nhưng ông chỉ nói nhiều lần xin Chúa cho ông thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Đức Chúa Trời từ chối. Ngài phán với ông rằng: ân điển ta đủ cho người rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Câu 8 đến câu 9. Từ đó, vì Đấng Christ, sứ đồ Phaolô rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của ông, để sức mạnh của Đấng cứu thế ở mãi trong ông. Ông đã kinh nghiệm được một điều là khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Câu 9 và câu 10. Từng trải thuộc linh là điều thật quý báu cho những ai ở trong Đấng Christ. Nhưng nếu chúng ta mãi khoe khoang về những điều này để bản thân được mọi người tôn trọng, thì chính lúc ấy chúng ta đang ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo. Một cái dầm sóc vào thịt khiến vô cùng khó chịu và hết sức đau đớn. Tuy nhiên, đối với sứ đồ Phaolô, điều ấy đã giúp ông vượt thắng cám dỗ kiêu ngạo. Đức Chúa Trời yêu thương luôn có nhiều cách, hoặc một cái dầm
hoặc một biến cố nào đó nhằm rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân hơn là thấy thành tích của chính mình. Khi nhìn thấy và khoe về yếu đuối của mình, chúng ta và người khác sẽ được thấy sức mạnh của Đấng Christ đang vận hành trong đời sống chúng ta qua từng công tác thuộc linh chúng ta thực hiện. Dạ. Cảm ơn Chúa. Đó là phần bài học mà chúng ta vừa cùng đọc với nhau. Đây là một điều mà chắc chắn ở trong cuộc sống của chính Lợi cũng như cô chú anh chị em mình luôn gặp phải. Mình thường mình được phước của Chúa nhiều lắm. Giống như dân Israel được phước của Chúa khi họ được Chúa rẽ biển đỏ để họ đi qua như đi trên đất khô, rồi Chúa lấp nước lại để tiêu diệt kẻ thù đạo quân của Pharaoh. Ồ, họ hạnh phúc, họ thấy Chúa ở cùng, họ thấy họ được ơn của Chúa. Thế nhưng rồi ngay sau đó, chỉ vài ngày đi đường, họ đã lâm vào cái cảnh đó là thiếu nước uống. Họ bắt đầu trách móc Môi-se. Họ không còn nhớ lại chỉ cách đây vài ngày thôi Chúa đã rẽ biển đỏ để cho họ đi. Họ không còn thấy Chúa là đấng quyền năng để họ đến một kêu cầu với Chúa, nhưng mà giờ đây họ thấy nan đề, họ cằn nhằn với Chúa. Và rồi họ đến với Môi-se để trách móc ông. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã cho họ có một cái kinh nghiệm, có một cái kinh nghiệm, đó là khi họ gặp một cái suối nước thì lại là cái nguồn nước thì lại là cái nguồn nước đắng, họ không uống được, lại tiếp tục cằn nhằn, tưởng có nước, bây giờ có nước cũng uống cũng không được. Nhưng mà rồi Chúa đã cho Môi-se lấy một khúc gỗ quăng xuống nước thì nước trở nên ngọt và họ uống được. Và sau đó Chúa đưa họ đến với một nơi tốt hơn, là nơi có suối nước tốt và có những cái ngành cây trà là, những cái cây trà là mát cho họ. Và rồi chúng ta thấy một bài học nữa, khi mà họ được Chúa cho chứng kiến cái cảnh mà Chúa làm cho thành Jericho sụp đổ, họ chỉ cần đi vòng quanh ngợi khen Chúa, và đến ngày thứ bảy Chúa cho sụp đổ để họ tiến vào trong chiến thắng mà không có cần phải chiến đấu gì cả. Họ rất là vui mừng vì thấy ơn của Chúa, rất vui mừng vì thấy quyền năng của Chúa. Nhưng mà rồi sau đó thành Ai, họ lại thất bại vì cơ họ không vâng lời. Đây là bài học cho mỗi một chúng ta. Dễ lắm, mỗi ngày, mỗi cái cuộc đời của riêng cá nhân mỗi chúng ta đó, có những lúc Chúa ban phước cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ tự hào, đầu tiên chúng ta sẽ làm chứng lại những ơn phước của Chúa và chúng ta thấy rất tự hào, rất tự hào, rất yêu mến Chúa vì Chúa yêu mình. Nhưng mà rồi dễ lắm chúng ta rơi vào cái bẫy kiêu ngạo. Người ta bắt đầu khen mình, người ta bắt đầu nói ồ anh đó hay quá, anh đó anh mạnh mẽ quá, anh ấy được ơn quá, hay là chị ấy được phước quá, được ơn quá. Và rồi chúng ta kiêu ngạo, không còn nhìn thấy Chúa nữa nhưng mà nhìn thấy mình. Cho nên ngày hôm nay khen người khác cũng là cái bẫy mà dễ lắm mình bẫy người khác, mình bị Satan nó lợi dụng. Nên khen để khích lệ, nâng đỡ người khác, nhưng không phải khen để đưa người khác đến với sự kiêu ngạo. Và bản thân chúng ta nhận được sự khen ngợi cũng chỉ để được khích lệ, đừng để cho chúng ta kiêu ngạo. Hãy xin Chúa cho chúng ta biết cầm giữ lại, biết nhờ cậy nơi Chúa. Và nhớ hãy nhìn thấy sự yếu đuối. Hãy nhìn thấy chúng ta không làm được gì hết. Dẫu chúng ta vừa làm một việc phi thường thì đó cũng là việc Chúa làm qua chúng ta mà thôi. Dẫu chúng ta có một cái tài năng nào đó, có thể thuyết phục được người khác, có thể đem đến với chúng ta một đám đông, một số người theo chúng ta cho rằng mình có tài, lãnh đạo, có ơn, dễ lắm chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của sự kiêu ngạo. Chúa luôn luôn để cho chúng ta có một cái gì đó, Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúa luôn luôn để chúng ta có những thất bại, để chúng ta nhìn lại chúng ta thấy mình yếu đuối, để chúng ta nhìn lại chúng ta thấy mình cần Chúa. Chúa nói ngoài Chúa chúng ta không làm được gì hết. Hãy cứ ở trong Chúa và nhớ, nhớ nha cô chú anh chị em. Hãy nhìn thấy sự yếu đuối của mình, hãy nhìn thấy thật sự mình không làm được gì. Thật sự nha,
chứ không phải rằng ồ học bài học này cái tôi cố gắng hạ mình xuống, tôi cố gắng nói tôi không ra gì, nhưng mà trong cái câu mà tôi không ra gì mọi sự Chúa làm hết, tôi phải tôi, nhưng mà đó là sự kiêu ngạo đó. Bởi vì mình đang giả như là mình hạ mình thì mình đang là kiêu ngạo. Mình giả mình là khiêm nhường để cho người ta thấy mình khiêm nhường thì mình đang kiêu ngạo. Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy thật sự chúng ta yếu đuối, thật sự chúng ta cần phải hạ mình, thật sự chúng ta cần nhờ cậy nơi Chúa. Hãy nhớ điều đó. Nhớ bài học ngày hôm nay nhắc chúng ta luôn luôn, để mỗi khi một ai đó khen chúng ta khi chúng ta làm được điều gì đó, hãy nhớ có một cái bẫy mà Satan đã đặt, và đó chính là một cái sự thử thách cho mỗi một chúng ta. Hãy nhớ chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta có làm được đi nữa, đó là việc của phận đầy tớ phải làm. Chúng ta làm vì biết ơn Chúa, chúng ta làm được vì Chúa ban ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là cái câu hỏi của bài học. Bạn thường nhìn thấy yếu đuối của bản thân hay chỉ chăm tìm sự yếu đuối của anh em trong gia đình đức tin? Và đây thêm một cái bài học nữa. Là nhiều khi đó, mình cố soi để làm sao thấy anh em mình yếu đuối để mà mình chê bai họ, để khẳng định mình mạnh hơn người khác. Rất là nguy hiểm. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy mình yếu đuối, và Chúa nói rằng mình phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Có nghĩa là gì? Dẫu mình hơn người khác, mình vẫn phải xem người khác tôn trọng hơn mình. Và đây là lời cầu nguyện của bài học. Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con tạ ơn Chúa vì ân sủng dư dật Ngài ban cho và sức mạnh của Ngài nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Xin Chúa giúp con thừa nhận yếu đuối của chính con để luôn nhờ cậy Chúa và nhận được sức mạnh thuộc linh từ Ngài. Chúa ơi, mỗi ngày chúng con học một bài học. Chúng con xin Chúa cho chúng con có bài học thật sự, nhận được rõ ràng và thay đổi mỗi ngày. Trong ơn Chúa cho, xin Chúa giúp chúng con để chúng con thấy sự yếu đuối của mình, để chúng con cần Chúa. Chúa ơi, con xin thưa với Chúa rằng con cần Chúa. Cô chú anh chị em con cần Chúa. Tất cả chúng con cần Chúa. Xin giúp chúng con, cho chúng con thấy điều đó, và xin ban phước cho chúng con, ban ơn cho chúng con. Xin nhắc nhở chúng con, tạ ơn Chúa, bài học quá tuyệt vời Chúa ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng nghe phần bài học với Lợi. Xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em. Xin kính chào tạm biệt.